Thưa quý vị và các bạn, với thủ tục đơn giản là nhanh gọn, chỉ cần tải ứng dụng vay tiền, nhập tên, chứng minh nhân dân, số tiền cần vay, không cần hợp đồng lao động hay chứng minh thu nhập. Sau vài phút, khoản vay đã được duyệt, tiền vay được chuyển đến người vay trong ngày. Đây là hình thức cho vay trực tuyến qua các app cho vay online khá phổ biến. Do cần tiền gấp để chi tiêu, nhiều người đã chọn hình thức vay này. Tuy nhiên khi đã sập bẫy, nhiều nạn nhân mới vỡ lẽ khi số tiền phải trả lên gấp hàng chục lần số tiền gốc chỉ trong một thời gian ngắn. Đặc biệt tình trạng cho vay này bắt đầu xuất hiện khá nhiều tại khu vực miền núi. Phóng sự sau thực hiện tại xã Sơn Tân, huyện Cẩm Lâm. Trước Tết Nguyên Đán, do cần tiền chi tiêu trong gia đình, người đàn ông này lên mạng xã hội tìm hiểu dịch vụ cho vay và nhận được lời quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn, lại được hướng dẫn vay tiền nhiệt tình. Chỉ sau vài thao tác đơn giản như cung cấp hình ảnh cá nhân, giấy chứng minh nhân dân và số điện thoại của một số người thân xung quanh. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã nhận được số tiền hơn 3 triệu đồng thông qua tài khoản ngân hàng sau khi trừ các chi phí. Lúc trước tôi cũng vay mà thấy lãi suất nó quá cao nên tôi cũng đã trả hết rồi. Đến nay tôi cũng không có vay mấy cái đó nữa. Cũng nó đem cái hệ lụy sau này rất là lớn. Nên tôi cũng bên tiếp cận cái nguồn vốn vay của nhà nước, tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội. Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp đã tham gia vay tiền trực tuyến tại xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm. Công an xã Sơn Tân cho biết, gần đây đã nhận được nhiều tin báo các đối tượng sử dụng trang mạng xã hội để quảng cáo hình thức vay trực tuyến với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh đã làm cho nhiều người dân tại địa phương, trong đó có người đồng bào dân tộc thiểu số, sập bẫy. Đặc biệt, các app cho vay online mọc như nấm, khách hàng không thể phân biệt được đâu là app cho vay của các công ty tài chính được ngân hàng nhà nước cấp phép, đâu là app cho vay online do tín dụng đen núp bóng để lừa đảo. Chỉ cần gõ từ khóa vay tiền online hoặc app cho vay tiền thì chỉ trong vài giây đã nhận được hàng chục triệu kết quả với lời mời chào vay tiền hấp dẫn. Với cái số tiền vay thì nó rất là nhỏ chứ không có lớn, chủ yếu là từ mức từ 10 triệu đó trở xuống, cho nên là bà con trong những lúc là nhiều khi là khó khăn và đây là cái hình thức nhanh gọn nhất mà các đối tượng nó lợi dụng để mà đánh vào cái sự là thiếu hiểu biết của bà con. Trong khi đó thì nó, nhưng mà khi nhận tiền xong rồi thì là cái việc mà chi trả theo cái hợp đồng nó rất là ràng buộc phức tạp. Ví dụ như anh chỉ cần chậm trễ một ngày thì là đã bị tính lãi suất cao. Theo cơ quan chức năng, hình thức cho vay tiền qua ứng dụng online là thủ đoạn tinh vi, biến tướng của loại tội phạm tín dụng đen, đang lách luật để hoạt động, sử dụng công nghệ để dụ dỗ người vay và cho vay, biến tướng thành việc cho vay nặng lãi. Khi không đủ khả năng trả lãi vay, không chỉ người vay bị đe dọa, mà ngay cả người thân xung quanh cũng liên tục bị làm phiền. Ông Cao Trị cho biết, chưa từng vay tiền ở bất cứ hình thức nào, nhưng hàng ngày vẫn nhận các cuộc gọi đe dọa, khủng bố tinh thần, nhằm gây áp lực để tác động đến người vay mà có thể ông quen biết. Nó gọi điện thoại lúc tầm cỡ 9-10 giờ, có khi đêm nó cũng gọi. Mà nó nói là anh có biết là cái những hộ gia đình đây không? Mà tôi nói là tôi biết. Nhưng mà nếu mà mấy anh có tìm thì tìm mấy đối tượng đó. Nhưng mà cứ nó làm phiền mình, ví dụ là 11 giờ trưa, 12 giờ trưa gì ấy. Giờ giấc ngủ nó cũng điện liên tục, mong các ngành chức năng truy cập những thông tin này để giải quyết sớm, để bà con có thể khỏi bị lừa. Những người cho vay app là có thể tin nhắn cho người xung quanh hoặc là tin nhắn về địa phương, để địa phương phải giải quyết. Nhưng đối với vấn đề này, những người này chúng tôi không biết là ở địa phương nào, là cho vay app là công ty nào, thì địa phương tuyên truyền vận động bà con. Khi mà có các công ty nào đó thì gọi điện hoặc là tin nhắn cho vay app thì đối với địa phương cũng đã vận động bà con không được thực hiện. Chính quyền và người dân địa phương mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc quyết liệt nhằm xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức hoạt động tín dụng đen núp bóng sử dụng công nghệ để cho vay nặng lãi, nhất là lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng về việc sử dụng dịch vụ vay tiền qua hình thức trực tuyến, qua app. Khi gặp khó khăn về tài chính, người dân nên tìm đến các ngân hàng uy tín tại địa phương để được tư vấn, hỗ trợ vay vốn.